comment, anh bình luận về cái bìa sách nhé. Thứ nhất là anh chọn cái bìa sách này. Cái bìa sách này thì anh thấy đẹp hơn, sang hơn cái bìa sách em đang xem cái video này nhé. Thế thì sẽ bình luận từ trái qua phải, từ trên xuống dưới nhé. Từ trái này, đây là cái chỗ mà chỗ đây. Đấy, dù là bất kỳ ai này này thì theo anh thì em nên để kênh lề hai bên, ở đây đang để kênh lề trái. Đấy, và em chọn những cái thông điệp nó mạnh mẽ hơn. Và em cần phải có cái gọi là đánh dấu gạch đầu dòng. Đó, những cái thông điệp ở đây em có thể đưa những thông điệp 3 thông điệp, 5 thông điệp nhưng mà nó phải rất là mạnh mẽ. Đấy, giống như là phải kiếm tiền rồi làm chủ hệ thống marketing online là xu hướng mạnh mẽ rồi tạo công ăn việc làm vân vân nhá. Anh nghĩ là nên nên bớt tách đi cho các dạng dưới các gạch đầu dòng hoặc là các sao hoa thị đẹp và các thông điệp này mạnh mẽ hơn. Đó. Đấy là cái phần bên trái. Phần này ok. Đấy, phần này ok ông Đặng Công Định thì Huy Thành Gregory thì thậm chí là nếu cần thiết em có thể đưa logo của Huy Thành Gregory đi lên hoặc là lấy ảnh của Đặng Công Định lên nếu mà bên em cần nhá. Nếu bên em cần thì Huy Thành Gregory của nó rất là mạnh, nó có một chuỗi mười mấy cửa hàng vàng đấy, doanh số của nó khoảng tầm 30 tỷ một năm đấy, rất là tốt đấy. Đó thì anh nghĩ là cái bìa như thế là được, bìa này như thế là được. Thì bìa này đang hơi nhiều màu đỏ xanh ok. Thì cái phần mà kết nối này này, cái phần kết nối, biểu tượng kết nối này thì em để dưới này cũng rất là đẹp rồi. Anh nghĩ là có thể cho thêm vào cái góc bên trên trái này nữa. Đấy, góc trên trái là cái góc này. À, em cho thêm cái biểu tượng kết nối này vào để cho đẹp nhá. Ok này, tác giả Nguyễn Phan Anh này. Rồi, à, phần gáy sách tác giả Nguyễn Phan Anh được rồi này. Nhưng mà chữ Marketing Online 4.0 của em lại đang bị viết liền. Em nhìn thấy không? Marketing Online 4.0 em phải viết cách chữ G với chữ O ra. Nhá, em viết cách chữ G với chữ O ra. À, anh sẽ lấy bút anh chỉ cho nó dễ. Cái nào? Không có, thôi được rồi. Anh nói. Cái chỗ này em phải viết cách ra một chút, em nhìn thấy em không đọc được chữ Marketing Online này, cách ra nhá. Cách chữ G với chữ O ra một chút. Ok. Rồi. Tên tác giả Nguyễn Phan Anh, giảng viên đại học, SEO công ty PA Marketing, à, rất là tốt, anh nghĩ rất là tốt nhưng mà em nên cho nó bé bé lại một chút. Ý anh nói là nó bé lại một chút nếu cũng được. Còn nếu mà em để kênh lề với chữ marketing này thì ok, anh cũng đồng ý. Tại vì như là em có thể viết tắt chữ giảng viên thành chữ GV cũng được. Thì để cho nó ngắn bớt đi. Hoặc là SEO PA Marketing thì bỏ chữ công ty đi để cho nó ngắn đi. Và em nhấn mạnh vào cái PA, em nhấn mạnh vào cái tên Nguyễn Phan Anh này thôi. À, còn hiện tại em để như này là được nhá, anh thấy là ok, không không có vấn đề gì. Thế còn cái chữ Marketing Online, cái tên của cuốn sách này em đang để bố cục này thì anh thấy rất là đẹp, nói chung là được. Tuy nhiên em thử làm theo anh một cái phương án như này nữa, là cái chữ online này, đấy, cái chữ online này nhá, em cho nó to và kênh lề bằng với chữ marketing về độ dài, kênh lề bằng với chữ marketing về độ dài ra. Đấy. Cho hẳn cái chữ online nó to lên, không cần phải cho thụt vào. Cho nên là cái chữ về mặt độ dài nhá, chữ marketing và chữ online bằng nhau. Em kéo nó ra không sao cả. Đấy. Cái chữ 4.0 này em cho nó lên góc bên này. Em cho nó lên góc chỗ này này, cái chỗ mấy cái phần chấm chấm ở đây này. Tức là gì? Marketing một dòng, online một dòng và 4.0. 4.0. Giờ nói thế nào nhỉ? Anh chỉ đây không có cái phần mềm nào đưa nó vào, nó là JPEG.
Đợi anh một chút, anh mở qua phần mềm. Thôi, nói lại này. Anh muốn cái chữ online này nó độ dài nó bằng cái chữ marketing. Đấy, tức là chữ online nó có thể to hơn kệ nó, càng càng nổi bật. Đấy, và chữ 4.0 này, chữ 4.0 này em để ngay bên cạnh chữ marketing online, độ cao của nó bằng độ cao của hai hàng marketing online. Đấy, và nó sẽ ăn ra đến tận bìa sách. Nó sẽ ăn ra đến tận bìa sách ở đây, anh thấy sẽ ok hơn, cân đối hơn. Sau đó cái phần trung tâm này Instagram, YouTube, rồi WeChat này, Skype, Twitter, Facebook này. Em còn thiếu Zalo, đúng không? Em nên cho cái biểu tượng Zalo vào nữa. Và cái trung tâm này thì em cho vào giữa. Cái này rất là đẹp, rất là sang nhá. Anh thấy rất là ý tưởng, rất hay. Cái trung tâm này em cho vào giữa và em cho nó to lên một chút. Em cho vào canh lề giữa và cho to lên một chút cho nó nổi bật. Cái 4.0 này thì em bỏ đi. Bởi vì trên đã có 4.0 rồi, ở dưới này em cho biểu tượng tiền. Đấy, em cho biểu tượng tiền là để cái đồng tiền đô la vào đây. Đấy, thì tất cả xoay quanh vấn đề về tiền mà. Đó. Thế còn ba cái dòng text này, từ tay trắng thành công nhờ marketing online, bí mật của hàng nghìn người bán hàng online thành công, bí quyết bán hàng và kiếm tiền tỷ của các doanh nghiệp, thì em cố gắng là viết nó bé lại và canh lề nó cân bằng nhau một chút. Ở đây em đang không, em chỉ canh lề trái, theo anh thì canh lề hai bên và để trong đóng hộp trong một hình chữ nhật cho nó bé lại một chút, thì để trọng tâm. Đấy, trọng tâm là cái trung tâm này và cái chữ marketing online này. Thế về cái điểm nhấn kết nối ở các cái góc sách này rất là đẹp, thì em có thể nhân thêm ở phía cái góc dưới phải này. Góc trên trái như này rồi thì em có thể nhân thêm ở góc dưới phải một chút nữa. Và nên có biểu tượng bestseller. Nên có biểu tượng bestseller ở một cái góc tam giác. Em lấy một cái góc tam giác bestseller thì như thế sẽ tốt hơn. Đấy nhá. Đấy là cái phần bìa sách, bìa một là anh thấy rất đẹp, anh thấy rất đẹp. Ok. Đấy. Thế còn cái phần về giảng viên, em chọn cái ảnh này rất là ok rồi. Đấy, em chọn ảnh này rất ok. Thì em chọn cái hình tròn đen này thì anh thấy là cũng có ý tưởng, nhưng mà theo anh bê nguyên, theo anh là bê nguyên cái vòng tròn ở bên ngoài trang bìa này vứt vào. Thì lúc trước là ở đây em đang để là đồng tiền đô la, thì bây giờ em để là mặt ông Phan Anh, thì như vậy nó sẽ cùng nhận diện thương hiệu tốt hơn. Đấy, giảng viên gạch ngang doanh nhân nhé, giảng viên gạch ngang doanh nhân. Thế ở đây em đang dùng cái biểu tượng là các cái mũi tên, biểu tượng là các mũi tên, thì anh thấy cũng được, nhưng mà theo anh thì nên để đơn giản hơn. Em có thể để cái biểu tượng như là trái tim rỗng như này. Đấy, cái biểu tượng mà em ở trên hình này có đây này. Đấy, nó có cái biểu tượng trái tim rỗng ở trên hình đấy, thì em dùng cái biểu tượng đấy. Em dùng cái biểu tượng đấy. Đấy, chi tiêu em ghi ở đây là chi tiêu hơn 100 tỷ tiền quảng cáo, thì em ghi này, chi tiêu hàng trăm tỷ tiền quảng cáo trực tuyến cho hơn 300 nhãn hàng. Con số mình dùng con số ước lượng, hơn 300 nhãn hàng. Đúng không? Anh nghĩ là không có cái gì phải để chê nữa cả. Đấy. Nếu mà em xem video này mà em không hiểu, cái video anh hướng dẫn như này mà em không hiểu thì gặp anh nhá. Ok.